một kết quả hòa đối với chúng tôi nó không được vui, nhưng mà cũng tạm hài lòng với việc mà chúng tôi có điểm tại sân Thống Nhất trong những cái điều kiện mà rất là nhiều những cái khó khăn, những cái ca chấn thương của các cầu thủ. Đấy, và một trong những cái khó khăn nữa là cái việc phải thi đấu trên sân khách với mọi sự bất lợi từ các tình huống ở trên sân cho đến những giây cuối cùng. Nhưng mà chúng tôi cũng đã tạo ra rất là nhiều những cái cơ hội, và cái việc không chuyển được thành bàn thắng thì đó cũng là một phần của chúng tôi chưa được tốt. Sau tình huống penalty cũng như là sau khi kết thúc trận đấu thì Mạnh Hồng Quân và Nguyễn Sinh Tuấn cũng có những cái phản ứng rất mạnh với tổ trọng tài, thì anh đánh giá có suy nghĩ như thế nào về việc này? Chắc các bạn ở đây đang chờ tôi nói về vấn đề trọng tài nhiều. Mỗi người đưa ra một quan điểm, đúng không? Để về cái tình huống trong hay ngoài, hay là chạm tay chưa chạm tay thì tôi không bàn đến. Bởi vì trọng tài Nguyên Vũ đã đứng rất là gần ở vị trí đó. Cậu ấy có thể đã quyết định. Và cái việc thay đổi quyết định đấy là một trong những cái dấu hỏi. Tại sao lại thay đổi quyết định mà trọng tài bàn không có báo vào, mà ở trên khán đài báo xuống. Đó là những cái mà chúng tôi không có cảm thấy có cái nhận định của trọng tài. Anh là người trên sân, anh đã đứng rất là gần với vị trí, vậy thì anh đã nhìn nhận ngay ở tình huống đầu tiên anh không cho rằng bóng chạm tay, nhưng mà sau đó anh lại thay đổi quyết định anh cho bóng chạm tay vào trong vòng cấm. Cái đấy là những cái mà chúng tôi sẽ đặt những dấu hỏi về cái công tác điều hành của trận đấu, khi mà có những cái tình huống xử lý nó chưa thật sự là tốt, có thể do trình độ, do cái nhận định. Thế còn về vấn đề tiêu cực thì tôi không nói đến. Văn Lâm đang điều trị tình chấn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh và cậu ấy đang rất tích cực và có những cái chuyển biến khá tốt. Tôi không mạo hiểm để cho Lâm bắt trận này, mặc dù Lâm có xin. Nhưng mà chúng tôi phải giữ cho Văn Lâm để điều trị dứt điểm, bởi vì cái chấn thương này là chấn thương từ trên đội tuyển quốc gia. Nó đã từng gặp phải một lần khi mà từ lúc cậu ấy từ Nhật cậu ấy về đội Bình Định. Đấy, và sau đó thì cái đợt gần nhất là khi lên tập trung đội tuyển quốc gia thì về tập chấn thương. Do đó là cái chấn thương này nó cần phải điều trị dứt điểm. Chính vì vậy tôi đang hy vọng là Văn Lâm sẽ sớm quay trở lại ở cái vòng thứ 7. Jimmy Linh thì cậu ấy nói là có đau, nhưng mà chắc là ở phần mềm thôi. Tôi nghĩ rằng là chắc Linh không có vấn đề gì lớn. Xin mời câu hỏi cuối ạ. Trận tới gặp Hà Nội ở căng thì nói gì trước trận này? Tôi đã nói rồi, năm nay thì trận đấu nào cũng căng. Không phải là gặp Hà Nội đâu. Đương nhiên là gặp đội đang dẫn đầu bảng lại là đương kim vô địch thì những cái điều khó khăn nó sẽ đến. Thế nhưng mà tất cả đội bóng đều phải chuẩn bị, và chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị nghiêm túc nhất để đón tiếp Hà Nội, và chúng tôi cũng sẽ có món quà cho Hà Nội. Không dễ lấy điểm ở sân Quy Nhơn đâu. Trong trận đấu ngày hôm nay thì cũng liên quan tới Hà Nội, thì em thấy là thầy dùng cái sơ đồ hay phòng ngự thì rất giống với cách mà Hà Nội đã làm ở trận gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Không, tôi mỗi trận tôi dùng sơ đồ, mà trong một trận đó tôi dùng 4 sơ đồ. Do đó là chúng ta có thể, bạn để trả lời câu hỏi là mỗi một trận đấu nó khác nhau, và tôi chuẩn bị mỗi trận đấu và nhân sự khác nhau. Xin cảm ơn.